Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc, Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Nói dứt, nàng quay người ra đi. Châu Thanh vội cảm tạ: "Cô nương cứ tự nhiên." Châu Thanh đứng nhìn khinh công tuyệt diệu của Thu Tâm mà lòng tự hỏi: với thân pháp của nàng cùng võ công quyền ảo của thân phụ, vậy sao nàng có thể bị lọt vào tay của bác yêu kia chứ? Chàng đứng trăn trối giây lâu, bỗng sực nhớ đến hiện tại, nhìn lên nền trời thấy cũng vừa đúng chưa. Chàng chạy đến một chỗ đất cao, tìm một mô đá bằng phẳng, trải tấm giấy lên, đoạn đứng lặng im chờ đợi. Nửa canh giờ sau, bí mật của chiếc hộp đen dán lên, đồng thời thân thế của chàng cũng sẽ hiểu rõ. Lòng chàng giờ đây hồi hộp không thể tả được. Chàng hy vọng rằng lời nói của Trần Thu Tâm không phải là một sự bịa đặt. Trong giờ phút này, thời gian đối với Châu Thanh sao nó chậm chạp quá. Bỗng một bóng người do ánh mặt trời chiếu rọi xuống án qua mắt của Châu Thanh. Châu Thanh thất kinh. Với công lực như chàng, giữa nơi hoang vu tịch mịch như thế này mà người đến gần chàng, chàng không hề hay biết. Chàng đứng nhõm dậy: "Châu Thanh, đừng sợ, ta đây." Châu Thanh đưa ánh mắt nhìn người đứng trước mặt, không khỏi thở dài ra nhẹ nhõm. Thì ra kẻ đến là nàng thiếu nữ áo trắng bịt mặt. Sự xuất hiện của thiếu nữ bịt mặt trong lúc này khiến cho Châu Thanh lấy làm lạ. Chàng gượng cười: "À, thì ra là Mai cô nương. Hãy gọi ta là Cam Tiểu Mai." Phải biết thiếu nữ bịt mặt lúc ở Huyết Cốc cứ khăng khăng tự xưng là quỷ này, bỗng nhiên không hỏi lại nói tên thật khiến cho chàng khó hiểu. "Châu Thanh, gia huynh Cam Giang hành tung ra thế nào?" Châu Thanh kinh ngạc: "Tại hạ cũng chưa được hiểu. Có phải ngươi cùng gia huynh đã cùng nhau kết nghĩa huynh đệ không?" "Bái lại thì không có, chúng tôi chỉ kết nghĩa với nhau bằng miệng." "Kết nghĩa với nhau bằng miệng?" "Dần. Ngươi cùng gia huynh ta đã kết nghĩa bao lâu rồi?" Châu Thanh giật mình, chàng đã hứa với Cam Giang giờ sao dám thất tính. Nhưng nếu rủi Cam Tiểu Mai hỏi sợ e chàng khó nói dối được. Lời dặn của Cam Giang lúc sắp chết lại văng vẳng bên tai: "Nhất thiết không được đem tin ta chết cho mẹ ta biết. Mẹ ta là một người đáng thương nhất ở trên đời này. Ta e bà ta không thể chịu được sự đả kích." Đến đây chàng đành quyết tâm nói dối: "Tại hạ cùng nghĩa huynh đã kết giao được trên 2 năm. Tiếng nói của Cam Tiểu Mai bỗng đổi giọng: "Châu Thanh, huynh ấy còn sống hay đã chết?" Châu Thanh cảm thấy lạnh cả người. Chàng hỏi lại: "Mai cô nương có ý gì mà hỏi như vậy?" "Ta nhờ cái ban trưởng môn nhân thần cái ngũ tướng hạ lệnh cho các môn hạ đi dò la khắp nơi rồi. Nhưng đều biệt vô âm tín, ta nghi sao? Gia huynh không còn trên thế gian này nữa." Châu Thanh cố gượng đáp: "Cô nương thật quá đa nghi. À, còn quyết tâm là một vật quan hệ đến tính mạng. Huynh ấy đã không giữ, đem tặng cho ngươi. Đủ thấy hai người thâm giao đến mực nào, sao hành tung của huynh ấy ngươi không biết được." Cam Tiểu Mai trầm ngâm giây lát rồi nói: "Châu Thanh, nếu có một ngày ta biết ra lời nói của ngươi không thật, lúc ấy ngươi sẽ tưởng tượng hậu quả ra sao rồi chứ?" Châu Thanh vẫn liều lĩnh nói: "Thì cô nương muốn xử sao cũng được." "Được. Việc này kể như đủ rồi, chúng ta nói sang chuyện khác." "Chuyện khác?" "Ừ." Tiếng "ừ" khiến cho Châu Thanh cảm thấy mừng thầm. Tuy rằng trên mặt của nàng có bịt một tấm khăn, song sau tấm khăn ấy chàng đã từng thấy qua một lần nơi Huyết Cốc, dung nhan tuyệt trần khiến cho chàng không thể nào quên được. Nó đã in sâu vào hình bóng trong lòng. Chàng mạnh dạn hỏi: "Cô nương định nói chuyện gì? Năm nay người bao nhiêu tuổi?" "Tại hả? Chẳng lẽ ở đây còn có người khác sao?" "18, ta 19. Ngươi đã cùng huynh của ta kết nghĩa chi giao, vậy ngươi nên gọi ta là chị." Ngay lúc này bỗng chợt có một chiếc bóng đen lướt qua mặt của hai người. Thân pháp quá ư là mau lẹ, khiến hai người chỉ thấy qua mắt lên rồi thôi.
Châu Thanh nhìn lên phiến đá bỗng thất thanh. Không xong, tờ giấy trắng. Thân hình của chàng liền cử động nhắm theo hướng người chạy trước mà đuổi tới. Cầm Tiểu Mai lại mau hơn chàng. Vừa thấy một làn trắng vụt qua mặt, phút chốc đã mất dạng. Trong khu rừng cách xa 50 trượng, bỗng nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Châu Thanh chạy vào rừng không thấy gì cả. Lại nghe tiếng kêu nổi lên một lần nữa. Chàng chạy đến nơi ấy quả thấy thây người nát bấy, máu me chảy ra lầy láng. Chàng biết ngay là Cam Tiểu Mai đã hạ thủ những người này. Châu Thanh trong lòng khổ sở. Nếu quả thật chàng để mất tờ giấy này mà đối phương lại khám phá ra nơi bí mật đã giấu bí kíp, thì thật tội lỗi tày trời, suốt đời của chàng không thể nào chuộc lại được. Bỗng lại nghe tiếng ré thảm khóc thứ ba phát ra. Chàng lật đật đến nơi thì nghe tiếng của Tiểu Mai vang lên. Thanh đệ, ta ở đây. Châu Thanh vội vã chạy đến liền hỏi. Tờ giấy trắng đâu? Bị người đầu đảng cướp đi rồi. Châu Thanh người phát lạnh. Chàng cảm thấy đầu óc choáng váng. Bà thầy chết nằm ba nơi. Cam Tiểu Mai đang đứng sững ở chính giữa. Thân pháp như Cam Tiểu Mai mà còn bị người cướp đi. Vậy công lực của người này cao đến bực nào? Châu Thanh đứng ngay người ra giây lâu. Chàng xúc động, người của chàng muốn ngã. Cam Tiểu Mai lúc này giơ tay lên nói. Ngươi coi cái này. Trong tay của nàng có một vật tròn lớn như là một cái ly rượu lóng lánh ra một ngôi sao màu đỏ chói mắt. Châu Thanh không hiểu gì cả. Đây là gì vậy? Sức tinh lệnh. Châu Thanh bỗng giật mình lặp lại. Sức tinh lệnh. Đúng. Dấu hiệu đã bị tiêu diệt 40 năm về trước rồi. Vậy kẻ ra tay cướp tờ giấy trắng là Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo? Người chưa bao giờ nghe qua sao? Đã nghe qua, song không thấu triệt hết. Thông Thiên giáo trưởng giáo gọi là Thông Thiên giáo chủ. Sức tinh lệnh là dấu hiệu hành động của giáo phái ấy. Từ bậc đường chủ trở lên mới có đủ tư cách sử dụng biệt hiệu này. Vậy người vừa thoát đi có phải là đường chủ trở lên hay không? Có thể lắm. Nếu không họ không có thần pháp cao đến như thế này. Châu Thanh nhìn qua ba xác chết ấy lắc đầu. Cam Tiểu Mai tiếp. Thông Thiên giáo đồ đều bịt mặt khăn xanh. Ở trên đầu có dấu hiệu rất rõ ràng. Thấy chưa? Ta thấy rồi. 40 năm trước đây Thông Thiên giáo đã chế ngự võ lâm sinh sát tự chuyên. Nhị viện Tam Cung liên hiệp cùng bãi đại môn phái cao thủ có đến 300 mấy người lên hạch tội Thông Thiên giáo, nhưng kết quả sau cuộc xô xát, 300 cao thủ chết đã gần hết, còn bên Thông Thiên giáo cũng bị hại rất nhiều. Rồi kết cuộc như thế nào? Sau cùng Quyết Cốc chủ nhân ra mặt cùng Thông Thiên giáo tranh một trận quyết liệt. Sau canh giờ kịch chiến, Thông Thiên giáo chủ bị trọng thương, từ đó giáo phái này mới chịu tan rã. Ai là Quyết Cốc chủ nhân? Là nội tổ của ta. À, không về 40 năm sau, tổ chức khủng bố này lại phục sinh. Thông Thiên giáo lại tái hiện giang hồ. Tại sao giáo phái này lại phái người đến cướp tờ giấy trắng của ta? Bí mật của tờ giấy này trên giang hồ chưa ai biết được cả mà. Việc này không phải là sự ngẫu nhiên đâu. E người của giáo phái này đã theo dõi ngươi từ lâu rồi đó. Nhưng vì việc gì? Việc gì thì chưa biết được. Tổng đàn Thông Thiên giáo ở nơi nào? Không biết. 40 năm nay giáo phái này xem như là không có tồn tại nữa. Châu Thanh như điên cuồng nghiến răng nói. Tờ giấy này không thể để thất lạc được. Chỉ còn cách chậm rãi điều tra ra thôi. Châu Thanh nắm chặt hai tay, ngước mắt lên trời, mặt lộ sát khí. Máu nóng cuồn cuộn ở trong huyết quản. Tờ giấy coi không ra gì mà quan hệ đến đời sống của chàng, nghĩa phụ. Bá Dương Tiên Châu Công Trạch vì chiếc hộp đen mà chết. Nhạc phụ của chàng Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ cũng vì nó mà phải bỏ mạng. Chàng làm sao ăn nói với họ nơi chốn cửu tiền? Cam Tiểu Mai bỗng vỗ nhẹ tay nói. Được rồi. Hai tiếng được rồi đã lôi Châu Thanh trở về với thực tại. Chàng hỏi. Được rồi cái gì? Chỉ có cách này là có thể biết được hành tung của Thông Thiên giáo. Châu Thanh mắt bỗng sáng lên rồi hỏi. Cách nào vậy? Cam Tiểu Mai trầm giọng nói. Thông Thiên giáo trở lại giang hồ hiện nay chắc ít người biết. Chúng ta đem cái xác chết này bêu ở trên cây giữa đường. Thế nào rồi chúng cũng đến cướp xác để phi tang, như vậy chúng ta có thể rình bắt được. Việc này liệu được không? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ rằng phương pháp nào hay hơn nữa sao?
Châu Thanh lặng im. Cam Tiểu Mai lại lên tiếng nói tiếp. Chúng ta thi hành thôi. Đây, gần đường cái đây. Chúng ta đem ba cái xác này treo ở trên cây bên lề đường. Châu Thanh đành gật đầu làm theo. Chàng xốc hai cái xác chết vào nách. Cam Tiểu Mai cũng dơ bổng một xác lên, hai người cùng đi ra quan lộ treo ngay ở trên cây. Cam Tiểu Mai nói, được rồi, giờ chúng ta rút lui vào rừng. Châu Thanh châu mài như nghĩ ngợi nói, nếu bọn Thông Thiên Giáo một ngày không đến thì sao? Chúng ta canh một ngày. Liệu 10 ngày nửa tháng không đến thì sao? Việc đó không có lẽ đâu. Bất cứ một bang phái nào cũng không đành để cho môn hạ của mình phải phơi thay ở trước mặt mọi người. Lúc ấy một bóng người dọc theo quan lộ, thần pháp như bài phút chốc đã đến gần. Châu Thanh buộc miệng khen, thần pháp tuyệt vời. Cam Tiểu Mai lạnh lùng lên tiếng nói, là một người đàn bà. Một tiếng ý ngạc nhiên thốt ra từ người ấy. Rồi người ấy cũng đã đứng lại nơi gốc cây xem rõ ràng người đàn bà mặc áo đen xấu xí. Người này trước đây đã bị nghịch lữ quái khách buộc đi là Hận Thế Ma Cơ. Chẳng sai. Hận Thế Ma Cơ nói như vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đệ đệ, không về lại gặp nhau ở đây. Tiếng kêu đệ đệ khiến cho Châu Thành thấy ngượng. Hận Thế Ma Cơ không những xấu xí kinh người, tuổi tác lại có thể làm mẹ của chàng. Còn dư nữa là, thế mà buộc chàng phải gọi bằng chị em. Châu Thanh lùi lại một bước hỏi, có việc gì vậy? Chẳng lẽ người không muốn gặp mặt lại ta sao? Châu Thanh mặt đỏ bừng ngượng nói, không có việc ấy. Hận Thế Ma Cơ nhìn lên ba cái xác chết ra chiều ngạc nhiên hỏi, thuộc hạ của Thông Thiên Giáo sao? Tiền bối làm sao mà biết được vậy? Sao, ngươi không chịu gọi ta là tỷ tỷ sao? Đệ đệ. Kêu hai tiếng. Hận Thế Ma Cơ liền đưa mắt nhìn người thiếu nữ mặc áo trắng bịt mặt đứng một bên bỗng ngừng lời không nói nữa. Cam Tiểu Mai lạnh lùng, ngươi không biết xấu hổ sao hả? Hận Thế Ma Cơ mắt đầy sát khí nghiêm giọng nói, ngươi bảo ai không biết xấu hổ vậy? Cam Tiểu Mai hừ một tiếng nói, bảo ngươi chứ sao? Ngươi muốn chết? Tưởng ngươi Hận Thế Ma Cơ chưa xứng nói ra câu đó đâu. Vậy ngươi cứ thử xem. Tiếng quát tiếp theo, Hận Thế Ma Cơ liền đưa tay ra, ba luồng kình phong bắn tới. Châu Thanh quảng hốt gọi lớn, không thể được, đều là người nhà cả. Ba đạo kình phong dũng mãnh của Hận Thế Ma Cơ không vì thế mà ngừng lại. Bùng, tiếng chạm vang lên. Cam Tiểu Mai vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Phải biết công lực của Hận Thế Ma Cơ đâu phải là tầm thường, thế mà đối phương xem chẳng ra gì. Châu Thanh trố mắt há hốc mồm. Thật sự võ công của Quyết Cốc kinh người cao đến không hiểu nổi luôn. Hận Thế Ma Cơ cũng thất kinh hồn vía. Đây là lần đầu tiên mà bà ta gặp phải một địch thủ quá lợi hại. Cam Tiểu Mai lạnh lùng trầm giọng, Quỳnh Tử Phương, ngươi đi mau, không ta sẽ giết ngươi đó. Châu Thanh vội nói, Mai tỷ, đều là người nhà cả mà. Cam Tiểu Mai quay sang chàng có vẻ giận dữ nói, ngươi hai lần cứ bảo là người nhà, không hiểu hai chữ người nhà này giải thích ra như thế nào đây. Châu Thanh lên tiếng phân giải, tuyệt nhiên không thù không oán. Chỉ vì một câu nói mà tranh sống chết với nhau sao? Ta hỏi ngươi sao gọi là người nhà? Tỷ là tỷ của ta, còn y là người yêu của ngươi sao? Có phải vậy không? Châu Thanh biến sắc gọi, Mai tỷ, tỷ. Cam Tiểu Mai không buồn đếm xỉa đến chàng. Cam Tiểu Mai nhìn Hận Thế Ma Cơ nói, Quỳnh Tử Phương, ngươi có chịu đi không? Hận Thế Ma Cơ tuy trong lòng có hơi nể sợ đối phương, nhưng với danh nghĩa của người lớn, không thể chịu đi dễ dàng rút lui như vậy. Hơn nữa nàng có dụng tâm đối với Châu Thanh nên nói, không thể được, vậy người muốn chết. Giọng nói đầy sát khí khiến cho ai nghe cũng phải lạnh cả người. Hận Thế Ma Cơ đưa mắt nhìn Châu Thanh, rồi chậm rãi nói, người muốn được chàng hay sao? Ngươi lầm rồi, chàng đã đính hôn đó. Cam Tiểu Mai nói, vâng, ngươi nói đúng, ta yêu chàng. Còn ngươi, Quỳnh Tử Phương, sống lại khoảng 20 năm về trước chắc cũng có thể chia được một phần đó. Tiếc rằng giờ đây ngươi có thể làm mẹ chàng cũng còn dư. Châu Thanh đứng ở bên hồi hộp. Cam Tiểu Mai đương nhiên dám công khai nhìn nhận là yêu chàng. Thật chàng không thể nào tưởng tượng nổi. Hận Thế Ma Cơ cười nhạt. Ta bất cần. Chính miệng chàng thốt ra rằng chàng yêu ta như vậy là đủ rồi. Cam Tiểu Mai sấn lên hai bước nói lớn. Quỳnh Tử Phương, 20 năm trước người đã thốt ra chữ yêu các chàng trai đẹp của Võ Lâm. Không về 20 năm sau, người cũng thốt ra lời ấy nữa. Hận Thế Ma Cơ nói,
ta chưa muốn giết ngươi, nhưng ngươi tự tìm cái chết. Dứt lời, bàn tay cũng vừa phát ra. Lời nói của Cam Tiểu Mai khiến cho Châu Thanh sững sờ. Chàng không ngờ rằng cách đây 20 năm, chàng trai đẹp nhất Võ Lâm là ai mà khiến cho Hận Thế Ma Cơ phải yêu. Chàng lại nhớ đến lời nói của nghịch lữ quái khách. Nàng đẹp lắm, gương mặt xấu xí bên ngoài chỉ là cái mặt nạ mà thôi. Nhưng với tuổi tác của nàng, nếu quả thật nàng đã đem lòng yêu ta thì sự yêu đương này không những khó coi mà còn dễ sợ. Bỗng một tiếng kêu thảm khóc phát ra, đồng thời thân hình của Hận Thế Ma Cơ cũng bị bắn tung lên. Cam Tiểu Mai đã ra tay giết người thật. Châu Thanh vội gọi lớn, Mai tỷ, không được. Gọi đến đây không còn kịp nữa. Châu Thanh liền tung người chạy đến đỡ lấy thân hình của Hận Thế Ma Cơ. Vô tình bàn tay của chàng chợp ngay hông của nàng, còn tay kia lại đè mạnh lên lồng ngực ngay cặp nhũ hoa đang căng tròn. Tuy Châu Thanh không mấy kinh nghiệm về đàn bà, song chàng cũng đoán ra với bộ ngực to đẹp này không phải của một người cỡ trung niên. Châu Thanh tay ôm chặt Hận Thế Ma Cơ, đang mê man không hiểu như thế nào, máu tươi từ miệng của nàng từ từ trào ra. Cam Tiểu Mai lớn tiếng, Châu Thanh, ngươi yêu nàng thật sao? Châu Thanh gượng cười nói, Mai tỷ, nàng đã có ơn cứu mạng với ta mấy lần. Cam Tiểu Mai giận dữ nói, vì báo ơn mà ngươi lại đi yêu lấy một người đàn bà tuổi tác lớn hơn ngươi gấp bội hay sao? Châu Thanh như nằm mộng, chàng không dè lời nói này lại thốt ra do miệng của một cô gái đẹp yêu. Thật ra chàng chưa hề nghĩ đến yêu Hận Thế Ma Cơ, nhưng lời nói của Cam Tiểu Mai quá ư gay gắt nên chàng hơi giận. Mai tỷ, tưởng tình nghĩa ta tôn kính chị, nhưng lời nói của chị có quá đáng rồi đâu. Châu Thanh, vậy ngươi nói thật, có phải ngươi yêu nàng không? Lúc ấy Hận Thế Ma Cơ cũng vừa tỉnh lại, vội giọt ra khỏi người của Châu Thanh. Nàng lão đảo đứng dậy và nói, nếu như ngươi là người mới xuất hiện trên Võ Lâm là quyết nữ. Cam Tiểu Mai lạnh lùng, đúng vậy. Châu Thanh giật mình, chàng không dè Cam Tiểu Mai lại có một danh hiệu đáng sợ đến giường ấy, quyết nữ, thật ai nghe thấy cũng phải kinh hồn. Hận Thế Ma Cơ nghiến răng nói, quyết nữ, nhớ kỹ món nợ này. Quyết nữ Cam Tiểu Mai chận ngay câu nói của Ma Cơ, khỏi cần nhớ, món nợ này đời sau ngươi mới đòi được. Lời vừa dứt, tay của nàng lại dung ra. Nếu lần này Cam Tiểu Mai đánh nhồi thêm một chữ nữa thì Hận Thế Ma Cơ không khỏi bị nát thay. Châu Thanh không muốn hai người vì mình mà xảy ra thảm kịch. Hơn nữa Hận Thế Ma Cơ đã bao phen cứu mạng của chàng. Chàng sao đành khoanh tay ngồi ngó, liền tung mình nhảy đến trước mặt lấy thân che chở cho nàng rồi xúc động nói, Mai tỷ, nên ngừng tay ngay lập tức đi. Tuy ở trên mặt có bịch một tấm vải trắng, khó ai nhận được sắc diện của Cam Tiểu Mai trong lúc này như thế nào, song giọng nói của nàng chứa đầy sát khí. Châu Thanh, ngươi công nhận ngươi yêu nàng rồi. Mai tỷ, việc gì phải bức người quá vậy? Ta muốn nghe câu trả lời của ngươi. Không có việc gì để trả lời cả. Ngươi không dám. Câu này đã khiêu gợi lòng ngạo nghễ của Châu Thanh, cũng giống như trường hợp trước kia mà Dịch Tú Dân đã dồn chàng vào thế bí. Chàng tức giận nói, việc gì dám cùng không? Ngươi yêu nàng, đúng, ta yêu nàng đó. Cam Tiểu Mai như điếng cả người, nàng tức giận vô cùng lấy tay chỉ vào mặt của chàng, Châu Thanh, ta không dè ngươi là hạng người như thế. Nói dứt lời, nàng liền tung mình đi mất. Châu Thanh muốn kêu nàng lại cũng không còn kịp nữa. Hận Thế Ma Cơ lấy ra mấy viên thuốc bỏ vào miệng để chữa thương. Châu Thanh đưa mắt nhìn lại ba cái xác chết của bọn Thông Thiên Giáo rồi trầm giọng nói, chúng ta vào rừng thôi. Hận Thế Ma Cơ im lặng gật đầu, hai người rời khỏi đường cái quan đi ngay vào trong rừng. Châu Thanh ra chịu lo lắng, tiền bối, ngươi không thể gọi ta bằng một tiếng tỷ tỷ hay sao? Việc này, đệ đệ, việc này không có hại cho ngươi đâu. Lựa gì một lời nói mà không kêu. Được, tỷ, vết thương của tỷ thế nào rồi? Không có chết được. Ta giúp tỷ một tay chữa thương nha, khỏi cần. Người đó gọi là quyết nữ sao chị? Vâng, hai người biết nhau. Nàng là bào muội của nghĩa huynh ta, lại lớn hơn ta một tuổi nên gọi bằng tỷ. Nàng có đẹp không? Châu Thanh bỗng thấy tim đập mạnh. Nói đến đẹp thì Cam Tiểu Mai hẳn nhiên là đẹp rồi. Nàng đẹp như tiên nga, đẹp đến nỗi người nhìn thấy phải mê mệt. Chàng gật đầu nói, vâng, nàng đẹp lắm. Người yêu nàng, việc này
Mong đừng nên nói đến. Không, ta muốn biết. Tỷ cần nên chữa thương đi, không chừng thông thiên giáo đồ sắp trở lại rồi đó. Người giết những người này, có thể nói thế, quyết nữ ra tay xong sự việc đều do ta mà ra cả. Tại sao phải treo ở trên đường? Nhử cho bọn giáo đồ thông thiên giáo ra mà, để làm gì? Ta có một vật quan trọng đến tính mạng đã bị bọn này cướp đi. Ta phải tra cho ra xào huyệt của bọn chúng. Ta cũng vì chuyện này mà đi tìm ngươi đó. Tìm ta? Dân. Từ khi Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ bị sát hại, giang hồ đã đồn ầm lên là bí mật của chiếc hộp đen đã lọt vào tay của ngươi cùng vị hôn thê Dịch Tú Dân. Thành thử giờ đây, các ngươi chính là đối tượng cho bọn họ theo dõi. Thông Thiên Giáo là một trong trường hợp. Còn ngoài ra, Châu Thành nghiến răng nói, thật là đáng chết. Bỗng nghe tiếng bước chân người rầm rộ vọng đến trên đường cái quan, có một đám người dừng bước nơi ba chiếc thầy. Châu Thanh lẩm bẩm, có lẽ bọn Thông Thiên Giáo đã đến. Vừa nói chàng vừa tiến đến mấy bước để nhìn, bỗng ngạc nhiên, thì ra kẻ đến là Quái Khất Nhiếp Phi, Nghịch Lữ Quái Khách cùng hai huynh đệ Danh Nam Danh Ẩn. Bốn người này bỗng nhiên đi cùng một đường với nhau thật khiến cho Châu Thanh không thể tưởng tượng. Hận Thế Ma Cơ cũng đến kề và hỏi, những người nào vậy? Không liên hệ, mấy người quen thuộc mà. Nghịch Lữ Quái Khách cùng cả bọn hè nhau giải vào rừng. Châu Thanh quay đầu nói với Hận Thế Ma Cơ, tỷ tỷ mau dưỡng thương đi. Hận Thế Ma Cơ nhìn đăm đăm vào mắt của chàng hiền từ nói, không sao, ta đã uống mấy viên thuốc rồi, thương thế không đến nỗi. Bỗng hai tiếng ý kinh ngạc, huynh đệ của Âu Thị đã đến trước mặt của Châu Thanh đồng nói, Châu huynh đệ hân hạnh được gặp lại huynh. Huynh đệ Danh Nam Danh Ẩn đã một phen ra tay trợ giúp chàng nơi Thống Nhất Hội, nên lâu nay lòng chàng vô cùng cảm kích, nay gặp liền chắp tay nói, hai huynh vẫn khỏe chứ? Châu huynh khỏe. Nghịch Lữ Quái Khách cùng Quái Khất Nhiếp Phi cũng đã tiến đến nơi. Quái Khất Nhiếp Phi xá một xá rồi lên tiếng nói, bái kiến thiếu chủ. Châu Thành nhíu mày nói, chớ nên qua lại lệ. Nghịch Lữ Quái Khách dùng mắt trình Hận Thế Ma Cơ một cái, đoạn quay sang Châu Thanh nghiêng mình, tham kiến thiếu chủ. Châu Thanh giờ đây mới ngạc nhiên không ít, ngay cả Nghịch Lữ Quái Khách cũng gọi chàng là thiếu chủ. Vậy thì cha mẹ chàng trước kia là nhân vật thế nào? Châu Thanh lùi lại hai bước miệng nói, tiền bối, người danh tính chưa tiện nói ra, cứ gọi là Nghịch Lữ Quái Khách được rồi. Việc này thiếu chủ chớ nên đa nghi, vì hiện tình còn đang nguy hiểm, không lâu sẽ hiểu ngay thôi. Nói dứt lời, ông ta đưa mắt trừng Hận Thế Ma Cơ rồi nói, thiếu chủ, ta có một việc muốn bẩm, xin cứ nói. Thiếu chủ chớ nên cùng Hận Thế Ma Cơ qua lại gần gũi. Tại sao? Trước mắt chưa tiện nói ra, song mong thiếu chủ nên nghe lời khuyên trung thành của ta. Châu Thanh lạnh lùng nói, việc này tại hạ không thể tiếp nhận. Quái Khách Nhiếp Phi khen lời nói, thiếu chủ nhất định không được đâu. Nghịch Lữ Quái Khách lại nói, thiếu chủ hậu quả sẽ ghê sợ lắm đó. Hậu quả? Sẽ hối hận suốt đời. Tiền bối có phải chỉ về chuyện tình ái chăng? Dân. Hận Thế Ma Cơ giận dữ nói, Châu Thanh, để tin những lời nói vô lối ấy sao? Nghịch Lữ Quái Khách cùng tài nói với Châu Thanh, mong thiếu chủ tha thứ cho. Nói đoạn liền quay sang Hận Thế Ma Cơ, trầm giọng nói, Quỳnh Tử Phương, ta tin chắc lòng ngươi đã biết mọi sự, hy vọng ngươi nên nghĩ lại, kẻo sao rồi hối hận. Việc này cần gì đến ngươi mà phải lo? Quỳnh Tử Phương, đây là lời khuyến cáo cuối cùng, phải rời xa thiếu chủ của chúng ta ra, nếu không thì sao? Sẽ kết thúc tính mạng của ngươi đó. Với thân pháp tuyệt luân của Nghịch Lữ Quái Khách, thật ra muốn lấy mạng của Hận Thế Ma Cơ dễ như chơi. Bầu không khí lúc này trở nên nặng nề đầy chết chóc. Quyết nữ Cam Tiểu Mai muốn lấy mạng của Hận Thế Ma Cơ chỉ vì chữ ghen. Còn Nghịch Lữ Quái Khách thì sao? Chỉ có hai người họ biết thôi. Người thứ ba kể như mù tịch. Còn nữa, Hận Thế Ma Cơ tuổi đã lớn, sao lại phải yêu một chàng trai tuổi nhỏ bằng con của mình chứ? Chuyện ở trên đời thật là lạ lùng khó hiểu. Châu Thanh đến đứng giữa Hận Thế Ma Cơ cùng Quái Khách và nói, tiền bối. Nghịch Lữ Quái Khách nghiêng mình, xin thiếu chủ cứ gọi bằng ngoại hiệu. Không được,
Trước thân thế chưa được rõ ràng, tại hạ vẫn gọi nhị vị là tiền bối. Nói tới đây chàng đưa mắt nhìn về Quái Khất Nhiếp Phi đoạn tiếp. Nhị vị chớ nên tranh biện, tại hạ không cãi lại chủ ý của mình. Thiếu chủ muốn gì? Tại hạ không muốn có việc xảy ra ngoài ý muốn. Thiếu chủ không thể kể đến cái hậu quả nguy hại hay sao? Không đến đổi phải có hậu quả gì đâu. Thiếu chủ quá tin tưởng rồi. Hẳn nhiên là thế. Thật ra Châu Thanh đối với Hận Thế Ma Cơ chỉ vì nhớ cái ơn cứu mạng. Ngoài ra chàng không nghĩ ngợi gì cả, nên chàng rất tự tin giữa hai người. Không đến đổi lại xảy ra chuyện gì chàng mới dám trả lời như thế. Nghịch Lữ Quái Khách không biết làm sao đành thở ra nói. Ê, ít ra cũng mong thiếu chủ cần nên kiên trì nguyên tắc ấy, đừng đi sâu vào tình cảm. Châu Thanh khẳng khái, đương nhiên. Hận Thế Ma Cơ đứng một bên không nói không rằng. Nghịch Lữ Quái Khách đến bên người của Châu Thanh rồi hỏi nhỏ. Thiếu chủ đã gặp qua Vô Nan tiên sinh rồi. Gặp qua rồi. Tờ giấy trắng ấy mất rồi. Sao? Giấy trắng mất rồi. Châu Thanh đem chuyện cầu kiến Vô Nan tiên sinh xảy ra bao cuộc xung đột. Sao Trần Thu Tâm biết ơn lén cho chàng biết sự bí mật trong tờ giấy ấy. Đến lúc sức tinh lệnh xuất hiện mới biết kẻ cướp giấy là thủ hạ của Thông Thiên Giáo. Các việc chàng kể rõ cho mọi người nghe. Chỉ giấu đoạn quyết nữ Cam Tiểu Mai có mặt mà thôi. Quái Khất Nhiếp Phi nghe nói nộ khí sùng thiên. Thông Thiên Giáo chết đã lâu giờ mới sống lại, đã dám tìm đến đây gây sự với lão phu. Nghịch Lữ Quái Khách đưa tay ra cản nói. Việc này nội tình không đơn giản đâu. Thông Thiên Giáo mà phái người cướp đoạt giấy thì chắc có âm mưu gì đây, chứ không phải chuyện ngẫu nhiên đâu. Châu Thanh cũng tức giận. Ta thề nếu không lấy được lại không làm người. Thiếu chủ, người treo tử thi ở trên quan đạo để mong chúng xuất hiện phương pháp này không được hiệu quả. Vì sao? Thông Thiên Giáo đã có mưu sẵn, phí rất nhiều thời gian để theo dõi hành tung của thiếu chủ. Hơn nữa giá trị tờ giấy ấy, giang hồ chưa ai được biết, mà Thông Thiên Giáo thì đã rõ rồi. Cho nên mấy cái xác của bọn thủ hạ họ tiếc làm gì phải để lộ chân tướng. Ý kiến của tiền bối rất sáng suốt. Chỉ có một phương pháp có thể làm. Phương pháp gì? Chia nhau đi điều tra xào huyệt của bọn chúng. Châu Thanh vừa suy nghĩ vừa gật đầu. Âu Danh Ẩn mở miệng nói. Châu huynh, huynh đệ chúng tôi xin nguyện tham gia vào công việc này. Châu Thanh nhíu mày. Việc này làm sao dám phiền đến nhị vị hiện đại. Châu huynh đã xem chúng tôi là huynh đệ rồi mà. Như vậy tứ huynh đành nhận thành ý của chư vị. Châu Thanh quá khiêm nhượng. Hiền đệ cùng nhị vị này là. Nói tới đây chàng đưa mắt liếc qua Nghịch Lữ Quái Khách cùng Quái Khất Nhiếp Phi. Âu Danh Ẩn cười nói. Hai huynh đệ chúng tôi nhị vị tiền bối vừa mới biết nhau. Chúng tôi gặp mặt dọc đường cùng đi cho vui. Không về đến đây lại gặp Châu huynh. À ra là thế. Châu Thanh tuy nghe thế nhưng lòng của chàng không khỏi phân vân tự hỏi. Huynh đệ của Âu Thị này gặp ta trong dịp nhân đầu đại hội, giờ lại cùng nhị vị này đi một lượt, thật có điều gì bí ẩn chăng? Thiếu chủ thận trọng. Châu huynh bảo trọng, xin cáo từ. Vừa nói dứt bốn người đã cất bước ra đi. Riêng Nghịch Lữ Quái Khách bước đi, ông còn nhìn Hận Thế Ma Cơ một lần chót. Hình như cảnh cáo nếu còn quấy rối Châu Thanh hậu quả sẽ nghiêm trọng. Để đáp lại lời, Hận Thế Ma Cơ chỉ cười nhẹ. Châu Thanh đứng nhìn trân trân hình bóng của bốn người dần dần khuất. Giờ đây đối với thân thế của chàng càng thêm mù mịt. Hận Thế Ma Cơ quay sang hỏi Châu Thanh. Hiền đệ, bí mật của tờ giấy trắng là gì vậy? Châu Thanh trả lời gọn gàng. Là bí mật của chiếc hộp đen do nhạc phụ Dịch Vũ để lại trước khi chết. Đệ đệ, người có tin rằng có chữ duyên không? Duyên là gì? Thiên hạ vạn sự chỉ là duyên. Có duyên thì hiệp. Vô duyên thì ly, dù có miễn cưỡng cũng chẳng được. Tỷ, lời này nói ra ta không hiểu. Tiếng tỷ thốt ra miệng khiến cho chàng cảm thấy hơi ngượng. Tự mình đã đi cùng với Hận Nữ Ma và xưng tỷ đệ thật là cũng hơi khó coi. Nghịch Lữ Quái Khách đã bao lần ngăn cản sự giao du với nàng, chắc bên trong cũng có điều ẩn tình gì đây. Hận Thế Ma Cơ khẽ cười nói, thôi chúng ta đừng nói đến chuyện ấy nữa. Có thể kể thân thế của ngươi cho ta nghe được không? Châu Thanh mỉm cười giọng hơi buồn buồn. Thân thế?
ngay cả ta còn chưa biết thân thế của mình nữa là. Sao? Người cũng không rõ thân thế của mình? Vâng. Họ gọi ta là thiếu chủ. Việc này người không được rõ. Ta không rõ con của Bá Dương Tiên Châu Công Trạch. Có lẽ là không phải. Người không chắc chắn sao? Trước mắt thì như thế. À, ta có vấn đề này muốn thỉnh giáo. Người cứ nói nghe. Cần chi dùng đến hai chữ thỉnh giáo chứ? Tỷ có thể cho ta biết nguyên nhân nào mà nghịch lữ quái khách cứ bức không cho tỷ cùng ta gần gũi không? Hận Thế Ma Cơ trầm tư giây lát rồi nói, không hiểu. Ngay cả tỷ cũng không hiểu. Việc này có lẽ tại tuổi của ta đã lớn, mặt mày xấu xí hoặc giả, tiếng đồn ta quá ác. Ta thấy không có đơn giản như vậy đâu. Vậy theo ngươi thì thế nào? Ta không biết nên mới hỏi tỷ đó. Ta cũng như ngươi, nghĩ không ra. Châu Thanh ngạc nhiên nói, như vậy làm sao được? Sự thật là như thế, tin hay không là tùy ngươi. Thanh đệ, có thật sự người yêu tỷ không? Lời nói này từ miệng của một người lớn tuổi sắc diện xấu xa thốt ra, khiến cho ai nghe cũng phải ớn lạnh. Châu Thanh bước ra một bước miệng ấp úng, việc này, Hận Thế Ma Cơ thở dài nói, đệ, tuy trước mặt công chúng em đã thốt ra hai lần bảo là yêu chị, nhưng chị hiểu em không phải thật lòng yêu, chỉ vì em muốn nói cho hả giận thôi. Xong chị cũng hiểu là không thể được mà. Vì sao? Chúng ta là hai thế hệ khác nhau. Nếu là yêu thì đâu có hạn chế tuổi tác. Nhưng lòng của em thì không yêu chị chứ gì. Em vẫn tôn chị là chị của em. Thôi, ta đừng nên tranh luận làm chi nữa. Em gọi quyết nữ là chị kết nghĩa có phải không? Vâng. Nàng rất đẹp, đẹp lắm. Em yêu nàng? Không. Vậy chị cho em hay, nàng đã yêu em rồi đó. Tim của Châu Thanh nhảy mạnh. Cái đẹp của quyết nữ khiến ai cũng phải mơ tưởng. Nhưng chàng vẫn lạnh lùng nói, chưa chắc. Chắc 100%. Bằng cớ đâu mà chị nói như thế? Nếu nàng không yêu em thì nàng không đến đổi ra tay giết chị. Đó là vì chữ ghen biết chưa? Châu Thanh nghe nói mặt bỗng nóng rang. Theo lời của Hận Thế Ma Cơ mà luận thì rất là hữu lý. Chàng nhớ đến vị hôn thê Dịch Tú Vân. Nàng đối với chàng ngoài mặt thì tự như nước với lửa. Miệng cứ bảo rửa nhục quỷ hôn, song tình xưa lại khó quên. Còn chàng, yêu, hờn, giận, đủ điều. Sao? Em có cảm giác ấy không? Cũng có thể như chị nói lắm, nhưng đó là việc riêng của nàng. Bỗng Hận Thế Ma Cơ rú lên, ái chà, có việc lạ như thế sao? Châu Thanh giật mình, việc gì vậy? Em xem những cái xác chết kìa. Châu Thanh nghe nói nhìn về phía cây treo tử thi, đoạn chàng tung mình chạy nhanh đến đó, đưa mắt rảo tìm tứ phía vẫn không tìm thấy gì cả. Ba thay người treo ở trên cây đã biến đâu mất rồi. Với công lực của hai người đứng chỉ cách xa có mấy thước, thế mà để cho ai đến đánh cắp? Kẻ đánh cắp ấy thân pháp không thể nào tưởng tượng được. Hận Thế Ma Cơ cũng chạy nhanh ra đường cái, rồi trầm giọng nói, đây chắc là bọn người của Thông Thiên Giáo. Lúc ấy một giọng nói lạnh lùng khô khan vọng lại, Quỳnh Tử Phương, người nói không sai. Hai người nghe nói giật mình, Châu Thanh quát, người nào đó, mau ra mặt ngay. Trả lời câu nói của Châu Thanh là một trận cười đinh tai nhức óc. Châu Thanh hướng về phía phát ra tiếng cười, liền tung mình nhảy đến, cái nhảy mau lẹ như là điện chớp. Nhưng tiếng cười còn lại chớp nhoáng đổi hướng, khiến cho Châu Thanh phải điên đầu. Châu Thanh bỗng ở trong lòng sợ sệt, chàng trấn tĩnh rồi quát lớn, nếu là người, xin mời ra ngay, núp lén làm chi vậy? Tiếng cười bỗng dứt, rồi vẫn tiếng nói lạnh lùng khi nãy. Châu Thanh, người nói chuyện nên nể lời một chút nha. Người bí mật buộc miệng đã gọi ngay tên Châu Thanh cùng Hận Thế Ma Cơ. Vậy mà bóng cô đối phương hai người không hề tìm thấy, thật là kinh người. Châu Thanh hừ một tiếng rồi khiêu khích, không nể lời thì sao? Người bí mật nói, Châu Thanh, lão phu đến đây không có ý địch với ngươi. Châu Thanh kinh ngạc, vậy các hạ là cao nhân phương nào? Người ở trong rừng. Người trong rừng? Đúng. Trong giang hồ chưa từng nghe qua ngoại hiệu của các hạ. Châu Thanh, việc mà ngươi không biết còn rất là nhiều, rất nhiều. Châu Thanh đưa mắt nhìn về phía Hận Thế Ma Cơ, như ngầm hỏi với nàng rằng, có biết nhân vật ấy là ai không? Nhưng Hận Thế Ma Cơ cũng không khác gì chàng,
đôi mắt vẫn lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Châu Thanh liền đoán, ngay cả Hận Thế Ma Cơ là một con người lịch duyệt giang hồ đã lâu năm, vậy mà còn không hề nghe qua ngoại hiệu này. Vậy thì ba chữ người trong rừng do kẻ bí mật bịa ra hay sao? Với thần pháp vừa thi thố của người trong rừng đủ thấy, y không phải là bậc tầm thường, chàng không hiểu họ đến với ý gì. Châu Thanh trầm giọng nói, các hạ còn ngại gì mà không ra mặt? Hiện lão phu chưa muốn lộ diện. Châu Thanh tức giận lạnh lùng nói, như vậy thì mời các hạ đi thôi. Lão phu đến đây chỉ vì ngươi. Nếu các hạ không chịu ra mặt thì miễn bàn đi. Nhưng lão phu phải nói chuyện với ngươi trước đã. Tại hạ không thích nghe. Người ở trong rừng lớn tiếng cười nói, Châu Thanh, nếu lão phu nói cho biết ý ta đến đây chắc người sẽ thích nghe ngay. Châu Thanh nghe nói, lòng bỗng nhiên rúng động, nhưng tính ngạo nghễ vẫn còn liền nói, mong các hạ nên tự trọng. Thật người không muốn nghe nói chuyện sao? Tại hạ không có thì giờ đó. Người ở trong rừng không đợi liền nói thẳng, nói vậy tờ giấy bí mật có quan hệ đến chiếc hộp đen ấy, ngươi không còn thích nghe nữa sao? Châu Thanh bỗng hồi hộp, không dè đối phương vì tờ giấy trắng của Dịch Vũ để lại mà đến tìm ta. Việc hiện giờ ta đang điên đầu vì nó, chàng liền hỏi, có phải các hạ nói tờ giấy trắng ấy không? Đúng vậy. Ý các hạ thế nào? Là do việc của tờ giấy trắng ấy. Tại hạ muốn hỏi mục đích của các hạ thế nào? Người đã muốn nói chuyện sao? Có thể như vậy. Nhưng lão phù chỉ muốn nói chuyện với một mình ngươi thôi. Các hạ chớ nên cố chấp. Vị này không thể. Châu Thanh đang nóng lòng muốn biết tin hạ lạc của tờ giấy trắng, nhưng chàng lại làm sao nở mở miệng bảo Hận Thế Ma Cơ rời đi. Thật là khó xử. Hận Thế Ma Cơ nhìn vào rừng cười nhạt, đoạn nói với Châu Thanh, đệ đệ, ta xin tạm thời rời khỏi đây, nhưng đệ phải nên cẩn thận đó. Châu Thanh cười nói, đệ biết lo lấy, chỉ sợ đối với tỷ tỷ thì quá thất lễ rồi.